Bà có thấy không? Một người chồng như anh Tuấn thì chúng ta cũng phải đặt cái dấu hỏi, đúng không vậy? Cái xác vợ mình nổi lên, thế thì anh Tuấn ảnh kể như là anh nhớ nhớ ngay cái người mà anh cần gọi là anh Nhân, chứ không phải là những người thân của chị Hà. Nếu mà lúc đó quý vị, nếu mà lúc đó chúng ta nghe được cái câu từ mà anh gọi cho anh hai hay anh ba hay cho mẹ chị Hà, thì chúng ta kể như là mắc lòng biết bao nhiêu, đúng không quý vị? Dù sao thì kể như là mình cũng cảm thấy rằng anh Tuấn anh vẫn còn có một cái chút gọi là cái tình cái nghĩa với là gia đình bên vợ. Khi mà tìm được xác vợ mình lên thì cũng báo cho người mẹ vợ một tiếng, báo cho anh vợ một tiếng, thì cái điều đó là mình cảm thấy là một cái sự an ủi cho cả người thân của chị Kim Hà và kể như là cả cộng đồng mạng mà đang đặt cho ảnh một cái dấu hỏi. Nhưng đằng này khi mà xác vợ ảnh nổi lên, người ảnh báo là một anh Nhân. Anh Nhân ở đây mình không biết là anh Nhân này là anh Nhân hiện ảnh làm cái gì, hiện ảnh ở đâu đó. Nhưng mà người mà đầu tiên để anh Tuấn anh nhớ tới thì tôi nghĩ rằng anh Nhân này cũng là một người cũng rất quan trọng với anh Tuấn. Quan trọng là quan trọng với anh Tuấn trong cái sự việc của chị Hà. Tôi nghĩ là tôi nghĩ như vậy. Cho nên là anh Tuấn ảnh điện ảnh báo cho anh Nhân. Đấy. Mà không biết sau cái cuộc gọi ảnh điện báo cho anh Nhân đó thì anh Tuấn có suy nghĩ gì hay không? Đấy. Rồi cái anh Nhân có chia sẻ những vấn đề gì hay không? Nhưng chúng ta lại thấy một cái hành động tiếp theo của anh Tuấn. Đó là ảnh lên, ảnh nhìn cái xác vợ ảnh, rồi ảnh đánh cái xà lan đi, ảnh gọi dượng chính xuống để kéo xà lan ảnh đi ngay và liền. Mà bà con biết rằng cái xác của chị Hà là cách xà lan ảnh là không bao xa. Và chúng ta cũng đã từng nghe một cái câu từ mà anh Tuấn cũng đã chia sẻ, dượng 10 nói rằng cái xác nổi lên đúng ngay chỗ vị trí chìm xuống. Mà đêm hôm Tùng đã có giải thích với bà con rồi đó, một cái xác người đó, mà cái ngay cái dòng sông đó. Lúc chiều tôi cũng đã có đăng tải một cái đoạn clip ngắn liên quan đến là cái chú lái đò trên dòng sông Dàm Cống. Tôi đang ở cái kênh Đời Thường TV đó. Cái chú này chú chia sẻ rằng chú lái đò đấy là hơn 18 năm, dòng sông chỗ đó như thế nào chú là người biết rất rõ, năm sâu ra sao chú là người kể như là biết, kể như là nói thật như là trong lòng bàn tay của mình. Cái chiều cao cột nước ở vị trí chỗ cái xà lan mà kể như là anh Tuấn đậu đấy, thì nó tầm khoảng là từ 25 đến 30 mét thôi. Thì tôi nói quý bà con, khi mà một con người mà từ trên nhảy xuống, từ trên nhảy xuống chắc anh nó sẽ bị cái dòng nước cuốn trôi. Mình phải hiểu một vấn đề là chắc anh rằng cái dòng nước đó nó sẽ cuốn trôi. Đấy. Còn cái vấn đề cuốn trôi đi bao xa lại là một cái chuyện khác. Lúc đó là cần một cái sự tính toán, vận tốc dòng chảy, rồi cái như là nó chảy là cái như là bao nhiêu mét trên một giây, đó, rồi tính cái quãng đường đi của nó. Đấy thì lúc đó chúng ta mới biết rằng là ở chị Hà lúc mà nhảy xuống đó rồi trôi khoảng bao xa với là cái vận tốc dòng nước chảy như thế. Đấy vì và chúng ta cũng đã từng nghe một số cái vấn đề mà Tuấn cũng đã chia sẻ rằng lúc chị Hà còn sống, có nghĩa rằng chị Hà cũng bị dòng nước cuốn trôi. Nhưng cái điều chúng ta cảm thấy bất ngờ ở đây á, khi chị Hà chết rồi nước không cuốn trôi chị Hà. Chị Hà chết rồi là dòng nước không cuốn trôi chị Hà. Thế thì tại sao? Tại sao một người sống mà nước nó cuốn trôi kể như là mang cái chắc rằng không thể mà anh chèo thuyền theo kịp để mà cứu lấy chị Hà, mà khi người ta chết rồi lại không chịu trôi, thế nó vướng cái gì? Cái chúng ta đang cần tìm hiểu đây là nó vướng cái gì ở dưới đó, đúng không vậy? Nó vướng cái gì? Chứ đừng bao giờ nói như dắt chúng rằng bây giờ chị Hà chìm xuống đó rồi, chị Hà muốn lên hay không muốn lên là quyền của chị Hà.
Còn thủy sinh ăn hay không ăn là quyền của là con vật. Đấy, đây là một trong những cái mà mình càng nghe mình cảm thấy là cái sự bức xúc cho những kẻ gọi là dốt nát ngu đần đưa ra những cái gọi là giải thích nó không có phù hợp. Mình phải hiểu rằng vì lý do gì. Đã, và tôi cũng đã từng chia sẻ trong cơ thể chị Hà nó có một cái chất gì đó hay không mà kể như là những cái thủy sinh dưới lòng sông nó không dám tiếp cận để tấn công, để mà nó kể như là nó xâm thực cơ thể chị Hà. Hoặc là cái vấn đề thứ hai, cơ thể chị Hà có bị bao bọc bởi một cái gì đó hay không, cho nên là những cái thủy sinh nó không thể tiếp cận được. Đấy cũng là một cái dấu hỏi mà. Ủa, mình đặt ra một dấu hỏi mà những dấu hỏi đó hợp tình hợp lý thì tôi nghĩ là cũng nên đặt. Đấy, để mình đặt ra rồi chúng ta cùng nên cùng nhau bàn luận để cho gia đình của chị Hà nghe được những lời này, rồi gia đình của chị Hà có thể là nhìn nhận ra một cách thực tế như thế nào. Vì người mà tiếp xúc với chị Hà là gia đình chị Hà và Tuấn, thì những ngày vừa qua bà con thấy rồi, thì chúng ta cũng phải hỏi rằng hỏi tiếp gia đình của chị Hà là từ trước giờ chị Hà có phải là người bộn nhậu hay không, từ trước giờ là gia đình chị Hà có thấy chị Hà là nhậu nhẹt hay không, có bê tha trong công việc hay không, có vừa làm vừa nhậu hay không. Đó, mà cái vấn đề ở đây mình cũng đã từng nghe Tuấn nói một câu, lúc đó chị Hà đang bệnh cho nên là chị Hà yếu lắm, chị Hà bơi kể như là chị Hà biết bơi nhưng thực sự ra chị Hà yếu vì chị Hà đang bệnh cho nên là bơi không được. Tóm lại là bơi là yếu đó quý vị. Trên có những cái tôi nói với bà con, một người phụ nữ mà nó đang bệnh thì nó thực sự uống bia uống rượu họ cũng là cũng khó chấp nhận, đúng không? Nếu mà mời họ uống ly bia rồi thật sự chắc là họ cũng chối từ, không tôi mới uống thuốc cảm. Đấy, mà chúng ta thấy rằng cái vấn đề ở đây là trong cái cơ thể chị Hà nó vẫn còn một chất khác, đấy là cái chất gọi là cái thuốc đây là trị về xương khớp. Đấy, ngoài kể như là nồng độ cồn ra thì nó còn thêm một cái chất gọi là trị về xương khớp nữa. Thì tôi nghĩ là lúc đó chị Hà đang uống thuốc thì không ai mà đi uống rượu uống bia, đúng không? Buồn gì đâu mà uống bia uống rượu. Đó có nghĩa rằng bây giờ cái như là thằng chồng mình nó cũng từng đi như thế rồi thì có gì đâu nữa là buồn, đúng không? Mà cái buồn ở đây nó thật sự là cái buồn tiểu buồn đồ, có nghĩa là chẳng có cái buồn gì hết trơn trọi, không có cái buồn gì mà phải là ngồi uống rượu uống bia một mình. Đấy, không có cái buồn gì mà thằng chồng kể như là nó xin 1 triệu mà cãi nhau rồi kể như là nhảy xà lan hết quý vị. Đó, tôi thấy cái điều vô lý. Mà Tuấn chia sẻ rằng chỉ có Tuấn là người uống thôi. Trong những ngày vừa qua chúng ta nghe chỉ có Tuấn là người uống, và Tuấn uống xong rồi đi tiểu, uống xong rồi đi tiểu. Đấy, rồi đi tiểu lần hai mới nhìn ra thấy chị Hà như thế. Thì chúng ta thấy rằng ở đây đó, mình chưa nghe Tuấn nói là trong thời điểm đó chị Hà có dùng kể như là chắc có chứa nồng độ cồn. Thế thì cái vấn đề ở đây đó, cái vấn đề ở đây thì chúng ta phải đặt ra dấu hỏi, thì cái nồng độ cồn đấy ở đâu? Đó, có nghĩa là trước khi chết hay là sau khi chết? Đó, nhiều lúc là chúng ta hỏi xem giác chúng bây giờ là một người tâm linh đó, ngày mai mày xuống mày gọi giùm bà Thủy lên là lúc mà chị Hà xuống mà nằm chơi với bà Thủy 12 ngày đó, rồi bà Thủy bà có mời chị Hà nhậu nhạt hay không? Đấy, bà Thủy có mời chị Hà đi cỡ tinh 2, tinh 3 hay không? Đó, mày phải hỏi, mày là người tâm linh mày phải hỏi chứ. Lúc sáng nó lên nó là những cái vấn đề đó là nó lừa cộng đồng, những cái vấn đề đó là nó lừa kể như là khán giả. Đấy, lúc sáng nó lên nói một câu vô cùng mất dạy, nó thật sự thằng đây là không chửi nó mất dạy là không được, có nghĩa rằng nó nói là do những ngày đó là cộng đồng mạng tấn công nó ghê quá cho nên nó phải đưa ra một cái chiêu là gọi là nó lừa khán giả, nó biết cộng đồng để cho nó qua đi cái bước ngoặt đó. Đấy là một trong những cái mà giác chúng đã thể hiện một cái sự gọi là mưu mô. Đây là một trong những cái nó thực sự cái đầu giác chúng nó như trái nho mà nó nghĩ rằng bây giờ cái đầu nó là yên thâm. Nó nói là nó lừa khán giả. Ngày mai hay ngày mốt tôi chia sẻ những cái vấn đề liên quan để giác chúng nói cho bà con nghe. Có nghĩa rằng cộng đồng mạng nó lúc đó cộng đồng mạng tấn công nó dữ quá cho nên nó khẳng định Tuấn là 99% đó, thì để cho nó giải vây cho bản thân nó trước rồi nó quay lại nó cứu thằng Tuấn sau. Đấy,
Nói với Tuấn là như là một cặp thì làm chi có chuyện nó phản Tuấn, đúng không? Cho nên cái vấn đề ở đây đó, tôi cũng mong rằng dắt chúng cũng tiếp tục lên clip nữa, và Tuấn cũng tiếp tục lên clip nữa. À, vì sao quý vị? Cứ lên đi rồi chúng tôi nghe. Đó. Chứ còn nếu các anh không lên thì nó thật sự nó cũng khó. À, cứ lên đi rồi muốn nói gì đó rồi nói, hót gì đó rồi hót. À, nhưng đã lên đó thì nó nhớ rằng tất cả những cái vấn đề dắt chúng nói lúc sáng đây đó, à, với một kênh YouTube kia, thì chúng ta thấy rằng à, cái gọi là cái bản chất gọi là lưu manh của dắt chúng là tôi nghĩ là có đó quý vị. À, cái bản chất lưu manh của dắt chúng là có. Cái vấn đề thứ hai, cái bản chất của dắt chúng á, là cái xem thường cộng đồng cũng là có. Đấy không? Cho nên bà con thấy trong suốt cái quá trình mà tìm kiếm chị Hà là dắt chúng toàn đưa ra những cái vấn đề liên quan tâm linh, chứ dắt chúng không bao giờ à, nói trên một cái phương diện là cái như nó thực tế, phương diện khoa học. Đấy không? Cho nên dắt chúng nó nghĩ rằng từ trước giờ nó cũng hành nghề về tâm linh, chứ cũng đã bịp bợm rất nhiều người rồi. Cho nên bây giờ cái nhân tiện chị Hà đây nó cũng sẵn là nó cũng bịp bợm luôn. Nhưng cái vấn đề tôi hỏi ở đây, dắt chúng biết Tuấn Xà Lan thông qua cái mối quan hệ như thế nào? À, mà tại sao là ngay từ đầu tiên dắt chúng mà đưa cái đoàn YouTube ra thì dắt chúng phải là đi test trước? À, có nghĩa rằng cụ phao ra một cái tin là chị Hà trượt dò té Xà Lan, và một cái anh kể như là gọi là chài lưới, câu cá có đồ đó, cũng là đồ đệ của là dắt chúng đó, cũng nói một câu rằng là cái sự việc nó xảy ra tầm là cái như là từ 7 đến 8 giờ tối là chị Hà đang rửa cái gì đó rồi trượt chân. Tất cả các clip đó là hiện bây giờ tôi vẫn còn đang lưu. Cho nên vấn đề chúng ta phải hỏi rằng mối quan hệ của những người này là mối quan hệ trên cơ sở nào, có được thuê mướn không? Đây là một trong những cái gọi là dấu hỏi nhân Tuấn. Những người này có được Tuấn thuê mướn hay không? Những người này nếu như Tuấn không thuê mướn thì những người này có bà con thân thiết gì với Tuấn hay không? Cái tại sao bà con thấy là lúc nào Tuấn xuất hiện là dắt chúng cũng là mơn mơn chạy theo? Đấy, đấy là một trong những cái chúng ta phải hỏi, dắt chúng là ai? Trách nhiệm dắt chúng như thế nào trong cái sự việc của Tuấn Xà Lan với chị Hà? Đây là một trong những cái không phải tôi mà tất cả bà con mà nghe những lời dắt chúng chia sẻ trước sau nó không có một cái sự đồng nhất. À, thì chúng ta trên đêm hôm tôi nói là dắt chúng là một thằng đứng để gọi là người ta nói nó đứng chẳng hạn, đứng hai hàng, nhưng thật sự bây giờ dắt chúng nó đứng là bốn hàng. Đấy, có nghĩa hai tay hai chân. À, hai tay là đứng, hai chân đứng hai hàng, hai tay còn chồm tới để dành thêm hai hàng nữa. Cho tôi nói là nếu mà tôi gặp dắt chúng thì tôi tặng cho dắt chúng một cái đuôi với là một cái dòng cổ là y bài luôn quý vị. Nói thật, tặng dắt chúng một cái đuôi với một cái kiềng cổ là đúng y bài luôn. À, cứ là tết là đi không, cứ tết là chạy không. Đấy là một trong những cái những con người như dắt chúng này chúng ta phải là xem xét kỹ. À, và cái vấn đề đây thì tôi mong rằng đó, nếu như dắt chúng biết cái gì thì cũng nên mà đứng lên cộng đồng mạng nói nó mạnh mẽ như cái đợt mà mày đứng mày tố cả như là Tuấn là đến 99% đó. À, thì lúc đó cộng đồng mạng mới nể mày, mới nghĩ mày là đang đi 200. Chứ còn bây giờ mày là đi 400 mà tao tặng mày cái đuôi với một cái dòng cổ nữa là cứ là gặp dân chúng là dân chúng nha, y xì luôn quá vậy. À, một đàn người đàn ông mà nói thật sự đứng mà chẳng hẳn chẳng hơi đứng hai ba hàng là tôi nghĩ cái kiểu này dùng không được.